Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Người phụ nữ mệt mỏi tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe thấy trên đầu có tiếng động, cao hứng nhìn lên thì rùng mình. Một người phụ nữ ở nước ngoài đi dã ngoại ngoài trời, khi nhìn thấy mệt mỏi đã dựa vào gốc cây to bên đường để nghỉ ngơi bất ngờ người phụ nữ nghe thấy tiếng động lạ trên đầu nhìn lên thì thấy có một con trăn lớn đang treo mình và đang ăn sau khi bị hốt hoảng cô đã chạy nhanh ra xa dần chấn tỉnh lại và quan sát cảnh tượng hiếm hoi này người phụ nữ cẩn thận theo dõi chuyển động của con trăn phát hiện ra rằng con trăn thực ra không lớn và nó đã ăn thịt một con khỉ con khỉ này to hơn cơ thể của con trăn và dường như con trăn có thể nuốt được cả những con vật to hơn của nó người phụ nữ cho biết cô vẫn thường được xem hình ảnh này ở trên TV, nhưng đây là lần đầu tiên cô bất ngờ được tận mắt chứng kiến con trăn đang ăn thịt. cô cảm thấy rất thích thú và đã chụp lại rất nhiều hình ảnh. đến khi con trăn ăn gần xong, người phụ nữ đã ghi lại được rất nhiều ảnh và cô cũng đã nhanh chóng rời khỏi đó để tránh bị nguy hiểm. cô cho biết thêm, đây thực sự là cảnh tượng để đời. đến giờ khi nhớ lại tôi vẫn không khỏi rùng mình.